Xin chào các em học sinh lớp 9. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em bài tập tìm số loại giao tử kiểu gen, kiểu hình. Các em theo dõi và ghi chép cẩn thận nhé. Dạng thứ nhất, xác định số loại giao tử và kiểu gen của giao tử. Một cơ thể có kiểu gen đồng hợp tạo một loại giao tử. Có n cặp gen dị hợp thì tối đa sẽ có 2N loại giao tử. Muốn xác định kiểu gen của giao tử, ta tiến hành kẻ sơ đồ phân nhánh. Cặp gen dị hợp có 2 nhánh, cặp gen đồng hợp có 1 nhánh. Giao tử là các gen từ gốc đến ngọn. Ví dụ, cơ thể có kiểu gen A lớn A nhỏ là một cặp gen dị hợp, nên sẽ có 2 mũ 1 bằng 2 loại giao tử. Cơ thể có kiểu gen A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ là hai cặp gen dị hợp, nên sẽ có 2 mũ 2 bằng 4 loại giao tử. A lớn A nhỏ cho hai loại giao tử là A lớn và A nhỏ. B lớn B nhỏ cũng sẽ cho hai loại giao tử là B lớn và B nhỏ, có thể kết hợp với A lớn cũng có thể kết hợp với A nhỏ. Vậy kiểu gen của giao tử là A lớn B lớn, A lớn B nhỏ, A nhỏ B lớn và A nhỏ B nhỏ. Có 4 loại giao tử thì mỗi giao tử sẽ chiếm tỷ lệ là 1/4. Cơ thể có kiểu gen A lớn A nhỏ, B nhỏ B nhỏ, D lớn D nhỏ có 2 cặp gen dị hợp nên sẽ cho 2 mũ 2 bằng 4 loại giao tử. Hai cặp gen dị hợp đó là A lớn A nhỏ và D lớn D nhỏ. A lớn A nhỏ cho ra hai loại giao tử là A lớn và A nhỏ. B nhỏ B nhỏ là cặp gen đồng hợp chỉ cho một loại giao tử. Do đó chúng ta chỉ vẽ một gạch. D lớn D nhỏ cho ra hai loại giao tử là D lớn và D nhỏ. Vậy kiểu gen của giao tử là A lớn, B nhỏ, D lớn và A lớn, B nhỏ, D nhỏ. A nhỏ, B nhỏ, D lớn và A nhỏ, B nhỏ, D nhỏ. Thì có 4 loại giao tử, mỗi giao tử cũng sẽ chiếm tỷ lệ là 1/4. Cơ thể có kiểu gen A lớn, A nhỏ, B lớn, B nhỏ, D lớn, D nhỏ là 3 cặp gen dị hợp, cho nên sẽ có 2 mũ 3 bằng 8 loại giao tử. Mỗi cặp gen dị hợp là cho 2 loại giao tử. A lớn A nhỏ cho ra 2 loại giao tử là A lớn và A nhỏ. Tương tự, B lớn B nhỏ cũng cho 2 loại giao tử là B lớn và B nhỏ. D lớn D nhỏ cũng cho 2 loại giao tử là D lớn và D nhỏ. Vậy thì kiểu gen của các giao tử là A lớn, B lớn, D lớn, A lớn, B lớn, D nhỏ, A lớn, B nhỏ, D lớn và A lớn, B nhỏ, D nhỏ. A nhỏ, B lớn, D lớn, A nhỏ, B lớn, D nhỏ và A nhỏ, B nhỏ, D lớn, A nhỏ, B nhỏ và D nhỏ. Vậy có 8 loại giao tử. Mỗi giao tử sẽ chiếm tỷ lệ là 1/8. Sau đây, thầy sẽ hướng dẫn các em làm một cái bài tập cụ thể để các em hiểu rõ hơn về cái việc xác định số loại giao tử. Bài 1. Hãy xác định số loại giao tử và kiểu gen giao tử của các cơ thể sau. A. Cơ thể có kiểu gen A lớn A nhỏ, B nhỏ B nhỏ, D lớn, E lớn A nhỏ. B. Cơ thể có kiểu gen A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ, D nhỏ D nhỏ và E lớn A nhỏ. Đối với câu A, cơ thể có kiểu gen A lớn A nhỏ, B nhỏ B nhỏ, D lớn E lớn A nhỏ là hai cặp gen dị hợp
nên sẽ có 2 mũ 2 bằng 4 loại giao tử. Hai cặp gen dị hợp đó là A lớn A nhỏ và E lớn E nhỏ. Vậy thì chúng ta sẽ viết cái giao tử như sau. A lớn A nhỏ cho ra hai loại giao tử là A lớn và A nhỏ. B nhỏ B nhỏ cho ra một loại giao tử là B nhỏ. Tương tự, D lớn cho một loại giao tử là D lớn. E lớn E nhỏ cho ra hai loại giao tử là E lớn và E nhỏ. Vậy kiểu gen của các loại giao tử đó là A lớn, B nhỏ, D lớn, E lớn và A lớn, B nhỏ, D lớn, E nhỏ. Ở phía dưới thì cũng có hai loại giao tử là A nhỏ, B nhỏ, D lớn, E lớn và A nhỏ, B nhỏ, D lớn, E nhỏ. Vậy có 4 loại giao tử thì mỗi loại sẽ chiếm tỷ lệ là 1/4. Câu B. Cơ thể có kiểu gen A lớn, A nhỏ, B lớn, B nhỏ, D nhỏ, D nhỏ, E lớn, E nhỏ là 3 cặp gen dị hợp nên sẽ có 2 mũ 3 bằng 8 loại giao tử. 3 cặp gen dị hợp đó là A lớn, A nhỏ, B lớn, B nhỏ, E lớn, E nhỏ. Vậy thì cách viết các loại giao tử như sau. A lớn, A nhỏ cho hai loại giao tử. B lớn, B nhỏ cũng cho hai loại giao tử. D nhỏ cho ra một loại giao tử. E lớn, E nhỏ cho ra hai loại giao tử. Vậy kiểu gen của các giao tử sẽ là A lớn, B lớn, D nhỏ, E lớn và A lớn, B lớn, D nhỏ, E nhỏ. Ở phía dưới này là A lớn, B nhỏ, D nhỏ, E lớn và A lớn, B nhỏ, D nhỏ, E nhỏ. Tương tự A nhỏ cũng vậy. Kiểu gen của các giao tử sẽ là A nhỏ, B lớn, D nhỏ, E lớn. A nhỏ, B lớn, D nhỏ, E nhỏ. A nhỏ, B nhỏ, D nhỏ, E lớn và A nhỏ, B nhỏ, D nhỏ, E nhỏ. Vậy có 8 loại giao tử thì mỗi loại sẽ chiếm tỷ lệ là 1/8. Bài số 2. Biết trong quá trình giảm phân, các gen liên kết hoàn toàn với nhau. Hãy xác định tỷ lệ giao tử của các cá thể có kiểu gen trong mỗi trường hợp sau. A lớn B lớn trên A nhỏ B nhỏ, D lớn D nhỏ, A lớn A nhỏ, B lớn D nhỏ trên B nhỏ D nhỏ, E lớn G nhỏ trên E lớn G nhỏ. Ở đây chúng ta thấy là có cái cặp gen liên kết. Vậy thì cách viết giao tử như sau. Thì cái cặp gen liên kết này nó sẽ cho ra hai loại giao tử. Rồi một cái cặp gen dị hợp sẽ cho hai loại giao tử. Vậy thì cái kiểu gen A lớn B lớn trên A nhỏ B nhỏ, D lớn D nhỏ sẽ cho 4 loại giao tử. Cặp gen A lớn B lớn trên A nhỏ B nhỏ cho hai loại giao tử là A lớn B lớn và A nhỏ B nhỏ. Cặp gen D lớn D nhỏ cho hai loại giao tử là D lớn và D nhỏ. Vậy thì 4 cái loại giao tử là A lớn, B lớn, D lớn và A lớn, B lớn, D nhỏ, A nhỏ, B nhỏ, D lớn và A nhỏ, B nhỏ, D nhỏ. Có 4 giao tử thì mỗi giao tử chiếm tỷ lệ là 1/4. Cơ thể có kiểu gen A lớn, A nhỏ, B lớn, D nhỏ trên B nhỏ, D nhỏ, E lớn G nhỏ trên E lớn G nhỏ cho 4 loại giao tử. Thì cách viết giao tử như sau. A lớn A nhỏ cho ra hai loại giao tử. B lớn D nhỏ trên B nhỏ D nhỏ cho hai loại giao tử. E lớn G nhỏ trên E lớn G nhỏ chỉ cho một loại giao tử là E lớn G nhỏ. Như vậy kiểu gen của các giao tử đó là A lớn B lớn D nhỏ E lớn G nhỏ, A lớn
B nhỏ D nhỏ, E lớn G nhỏ. Tương tự, mình có là A nhỏ, B lớn D nhỏ, E lớn G nhỏ. Và A nhỏ, B nhỏ D nhỏ, E lớn G nhỏ. Thì bốn loại giao tử, mỗi loại chiếm tỷ lệ là 1/4. Dạng số 2 là tìm số kiểu tổ hợp giao tử, số loại kiểu gen, kiểu hình. Thì số kiểu tổ hợp giao tử sẽ bằng với số loại giao tử đực nhân với số loại giao tử cái. Số loại kiểu gen sẽ bằng tích số loại kiểu gen của mỗi cặp gen. Số loại kiểu hình sẽ bằng tích số loại kiểu hình của mỗi cặp tính trạng. Sau đây chúng ta sẽ vào cái bài tập cụ thể. Bài số 3. Ở một loài thực vật, cho biết mỗi gen quy định một tính trạng và trội hoàn toàn. Ở phép lai đực A lớn nhỏ B lớn B nhỏ, lai với cái A lớn nhỏ B nhỏ B nhỏ. Hãy cho biết đời con có bao nhiêu kiểu tổ hợp giao tử. Câu B. Đời con có bao nhiêu loại kiểu gen. Câu C. Đời con có bao nhiêu loại kiểu hình. Thì câu A là ở cái phép lai A lớn A nhỏ B lớn B nhỏ, lai với A lớn A nhỏ B nhỏ B nhỏ. Thì mình thấy cái cơ thể đực có hai cặp gen dị hợp, đó là A lớn A nhỏ và B lớn B nhỏ, cho nên nó sẽ có bốn loại giao tử. Ở cái cơ thể cái có một cặp gen dị hợp là A lớn A nhỏ, cho nên nó sẽ có hai loại giao tử. Vậy số kiểu tổ hợp giao tử sẽ bằng 4 nhân với 2 bằng 8 kiểu tổ hợp. Ở cái phép lai A lớn A nhỏ B lớn B nhỏ, lai với A lớn A nhỏ B nhỏ B nhỏ, thì có thể viết thành từng cặp A lớn A nhỏ lai với A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ lai với B nhỏ B nhỏ. Thì ở cái cặp lai A lớn A nhỏ lai với A lớn A nhỏ, thì đời con có 3 loại kiểu gen là A lớn A lớn, A lớn A nhỏ và A nhỏ A nhỏ. Đây là cái phép lai của quy luật phân ly. Nếu mà bạn nào quên thì chúng ta xem lại cái bài số 2 về lai một cặp tính trạng của Mendel. Và nó cũng sẽ có hai loại kiểu hình là kiểu hình trội và kiểu hình lặng. Thì trong cái quy luật phân ly thì nó sẽ ra cái tỷ lệ đời F2 là 3 trội 1 lặng, vậy là hai kiểu hình. Ở cái cặp lai B lớn B nhỏ lai với B nhỏ B nhỏ thì đời con có hai loại kiểu gen, đó là B lớn B nhỏ và B nhỏ B nhỏ. Đây là cái phép lai phân tích theo cái bài số 3 lai một cặp tính trạng ở Mendel. Vậy thì cái kết quả nó cũng cho hai loại kiểu hình, đó là trội và lặn, với tỷ lệ là 1 trội 1 lặn. Như vậy, đối với cái đề bài người ta yêu cầu mình tìm số loại kiểu gen, thì mình có cái số loại kiểu gen sẽ bằng tích số loại kiểu gen của mỗi cặp gen. Vậy cái cặp gen A lớn A nhỏ lai với A lớn A nhỏ, nó sẽ cho 3 loại kiểu gen. Còn cái cặp gen B lớn B nhỏ lai với B nhỏ cho hai cái loại kiểu gen. Vậy 3 x 2 là bằng 6 loại kiểu gen. Câu C yêu cầu là tìm số loại kiểu hình. Thì số loại kiểu hình sẽ bằng tích số loại kiểu hình của mỗi cặp tính trạng. Thì đối với cái cặp gen A lớn A nhỏ lai với A lớn A nhỏ, nó cho hai loại kiểu hình là trội và lặn. Tương tự cặp gen B lớn B nhỏ lai với B nhỏ cũng cho hai loại kiểu hình. Vậy 2 x 2 là 4 loại kiểu hình. Dạng thứ 3 là tìm tỷ lệ kiểu gen, tỷ lệ kiểu hình. Đây là cái dạng mà các em thường hay gặp khó khăn. Tuy nhiên nếu mà chúng ta phân tích ra từng cái cặp gen lai với nhau, từng cái tỷ lệ, thì chúng ta sẽ không có gặp khó. Thì các em chú ý theo dõi thì chúng ta sẽ làm được các bài tập dạng này.
Đối với tỷ lệ kiểu gen thì nó sẽ bằng tích tỷ lệ kiểu gen của các cặp gen. Tỷ lệ kiểu hình thì sẽ bằng tích tỷ lệ kiểu hình của các cặp tính trạng. Thì một cái bài tập ví dụ, bài số 4. Ở một loài thực vật, cho biết mỗi gen quy định một tính trạng và trội hoàn toàn. Ở phép lai, đực là A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ, D lớn D nhỏ, lai với cái là A lớn A nhỏ, B nhỏ B nhỏ, D lớn D lớn. Hãy cho biết tỷ lệ kiểu gen ở đời con, tỷ lệ kiểu hình ở đời con. Như vậy thì chúng ta sẽ phân tích ra từng cái cặp tính trạng cho lai với nhau. Đây, đầu tiên là phân tích ra thành cái cặp A lớn A nhỏ, lai với A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ, lai với B nhỏ B nhỏ, và D lớn D nhỏ, lai với D lớn D lớn. Ở cái cặp lai, A lớn A nhỏ, lai với A lớn A nhỏ, thì đây là cái quy luật phân ly của Mendel. Đời con có 3 loại kiểu gen, với tỷ lệ là 1 A lớn, 2 A lớn A nhỏ, và 1 A nhỏ nhỏ. Là tỷ lệ là 1/4, 2/4, 1/4. Ở cái cặp lai B lớn B nhỏ, lai với B nhỏ B nhỏ, đây là cái phép lai phân tích, thì đời con có 2 loại kiểu gen. Đó là 1/2 B lớn B nhỏ và 1/2 B nhỏ B nhỏ, hoặc là lấy gọn lại là tỷ lệ 1:1. Ở cái cặp lai D lớn D nhỏ, lai với D lớn D lớn, thì đời con cũng có 2 loại kiểu gen với tỷ lệ là 1 D lớn D lớn, 1 D lớn D nhỏ. Vậy tỷ lệ kiểu gen ở đời con sẽ bằng tích tỷ lệ kiểu gen của mỗi cặp gen. Vậy thì chúng ta sẽ có là 1, 2, 1 nhân với 1, 1 và nhân với 1, 1. Thì cái này chúng ta nhân phân phối theo toán học cũng rất là đơn giản các em. Đầu tiên là chúng ta lấy số 1 này chúng ta nhân phân phối vô thì chúng ta được là 1 x 1, rồi lại là 1 x 1. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ lấy 2 x 1 được 2, và 2 x 1 thì được 2. Rồi cuối cùng lấy 1 x 1 và 1 x 1. Vậy chúng ta có được cái tỷ lệ là 1 1 2 2 1 1. Và chúng ta nhân với cái 1 1 còn lại thì tương tự chúng ta sẽ nhân phân phối vào 1 nhân với 1, rồi 1 nhân với 1 thì chúng ta có là 1 1. Tiếp tục là 1 nhân với 1, rồi lại là 1 nhân với 1 thì chúng ta được cái tỷ lệ 1 1 nữa. Rồi 2 nhân với 1 là được 2. 2 nhân với 1 là được 2. Vậy chúng ta có tỷ lệ 2 2. Tiếp tục là 2 nhân 1 được 2, rồi 2 nhân 1. Vậy là chúng ta được cái tỷ lệ 22 nữa. Và cuối cùng tương tự chúng ta lấy cái hai cái số 1 còn lại chúng ta nhân phân phối vào. Đây là cái tỷ lệ cuối cùng. Câu B. Thì lúc này thì chúng ta sẽ phân tích cái kiểu hình của nó. Thì ở cái cặp lai A lớn A nhỏ, lai với A lớn A nhỏ thì đời con có 2 loại kiểu hình với tỷ lệ là 3 trội 1 lặng. Thì ba cái A lớn gạch, bởi vì ở đây có thể là một A lớn và hai cái A lớn A nhỏ, bởi vì viết chung đó là ba A lớn gạch. Ở cái cặp lai B lớn B nhỏ, lai với B nhỏ B nhỏ, thì đời con có hai loại kiểu hình, đó là một trội một lặng. Thì chỗ này là một B lớn B nhỏ và một B nhỏ B nhỏ. Ở cái cặp lai D lớn D nhỏ, lai với D lớn, mặc dù là ở đời con có hai loại kiểu gen, tuy nhiên thì nó chỉ có một loại kiểu hình, đó là kiểu hình trội, là một D lớn gạch. Ở chỗ này thiếu dấu gạch thôi các em. Vậy tỷ lệ kiểu hình ở đời con bằng tích tỷ lệ kiểu hình của mỗi cặp tính trạng. Vậy thì chúng ta sẽ lấy 3:1 nè, nhân với 1:1 và nhân với 1. Thế thì nhân với 1 thì cái kết quả cũng là chính nó. Cho nên đầu tiên chúng ta lấy 3 nhân 1 là được 3. Tiếp tục 3 nhân 1 là được 3. Rồi tới 1 nhân 1 và 1 nhân 1. Vậy thì chúng ta có tỷ lệ là 3:3:1:1. Dạng thứ tư là tỷ lệ loại kiểu gen, tỷ lệ loại kiểu hình.
thì tỷ lệ của một loại kiểu gen nào đó sẽ bằng tích tỷ lệ của các cặp gen có trong cái kiểu gen đó. Tỷ lệ của loại kiểu hình sẽ bằng tích tỷ lệ của các cặp tính trạng tạo nên cái loại kiểu hình đó. Đi vào bài tập cụ thể, bài số 5. Ở một loài thực vật, cho biết mỗi gen quy định một tính trạng và trội hoàn toàn. Ở cái phép lai giữa cá thể đực, A lớn nhỏ, B lớn B nhỏ, D lớn D nhỏ, lai với cá thể cái, A lớn nhỏ, B lớn B nhỏ, D lớn D nhỏ, hãy cho biết loại kiểu gen A lớn nhỏ, B nhỏ, B nhỏ, D lớn D nhỏ. A lớn nhỏ, B lớn, B nhỏ, D lớn, D nhỏ. Và A nhỏ nhỏ, B nhỏ, B nhỏ, D nhỏ, D nhỏ. Ở F1 chiếm tỷ lệ là bao nhiêu? Loại kiểu hình mang 3 tính trạng trội, ký hiệu là A lớn gạch, B lớn gạch, D lớn gạch. Ở F1 chiếm tỷ lệ bao nhiêu? Sau đây là bài giải chi tiết. Đối với câu A, ở phép lai này thì các em cũng phân tích nó ra thành từng cái cặp gen lai với nhau. A lớn A nhỏ lai với A lớn A nhỏ. Rồi B lớn B nhỏ lai với B lớn B nhỏ. Rồi cuối cùng là D lớn D nhỏ lai với D lớn D nhỏ. Đầu tiên là cái kiểu gen A lớn A nhỏ lai với A lớn A nhỏ. Thì đây là cái phép lai theo cái quy luật phân ly của Mendel. Hai cặp gen dị hợp, mỗi một cái cặp gen dị hợp cho hai loại giao tử 2 x 2 sẽ là 4 cái loại tổ hợp. Vậy thì cái tỷ lệ kiểu gen ở đời con sẽ là 1/4 A lớn, 2/4 A lớn, A nhỏ, 1/4 A nhỏ, A nhỏ. Và cái tỷ lệ kiểu hình đó là 3/4 A lớn gạch, tức nghĩa là 3 trội, và 1/4 A nhỏ, A nhỏ là 1 lặng. Kiểu hình là 3 trội 1 lặng. Tương tự B lớn B nhỏ lai với B lớn B nhỏ cũng cho cái 3 loại kiểu gen và 2 loại kiểu hình với tỷ lệ là 3:1. Và D lớn D nhỏ lai với D lớn D nhỏ cũng vậy. Vậy thì người ta yêu cầu mình là tính cái đời con có cái kiểu gen A lớn A nhỏ, B nhỏ B nhỏ, D lớn D nhỏ có tỷ lệ là bao nhiêu. Thì chúng ta nhìn lên phía trên, cái A lớn A nhỏ thì có cái tỷ lệ là 2/4. Đấy, còn B nhỏ, B nhỏ có tỷ lệ là 1/4. Và D lớn, D nhỏ có tỷ lệ là 2/4. Vậy chúng ta lấy tích tỷ lệ của nó là 2/4 nhân 1/4 nhân với 2/4. Vậy thì nó sẽ bằng 4/64. Các em có thể đơn giản. Rồi đối với cái kiểu gen A lớn, A nhỏ, B lớn, B nhỏ, D lớn, D nhỏ thì nó có tỷ lệ bao nhiêu? Thì cái mỗi một cái cặp gen dị hợp này chiếm tỷ lệ là 2/4. Thì chúng ta lấy 2/4 nhân 2/4 nhân 2/4 thì được cái kết quả là 8/64. Các em cũng có thể rút gọn hết. Rồi, cái kiểu gen A nhỏ nhỏ, B nhỏ B nhỏ, D nhỏ D nhỏ thì nó có cái tỷ lệ là mỗi cặp gen như vậy là chiếm tỷ lệ là 1/4. Chúng ta nhân nó lại với nhau, ta được kết quả là 1/64. Đối với câu B là người ta yêu cầu mình tính cái tỷ lệ kiểu hình có 3 cái tính trạng trội là A lớn gạch, B lớn gạch và D lớn gạch. Thì lúc này chúng ta tách ra thành từng cái phép lai riêng và chúng ta quan tâm tới cái tỷ lệ kiểu hình. Đây, mỗi một cái cặp gen dị hợp lai với nhau thì cho cái tỷ lệ kiểu hình là 3/4 trội và 1/4 lặng. Vậy thì A lớn gạch có tỷ lệ là 3/4 nhân với B lớn gạch có tỷ lệ là 3/4 và nhân với cái D lớn gạch có tỷ lệ là 3/4. Vậy kết quả là bằng 27/64. Đây là một cái bài tập vận dụng về tính tỷ lệ kiểu hình. Bài số 6. Ở người, cả 3 bệnh K, L, M đều là các bệnh di truyền do đột biến gen lặng nằm trên nhiễm sắc thể thường, không liên kết với nhau.
Các gen quy định ba bệnh này nằm trên ba cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau. Một cặp vợ chồng bình thường sinh ra một đứa con mắc cả ba bệnh trên. Nếu cặp vợ chồng trên muốn sinh đứa con thứ hai, thì tính theo lý thuyết, xác suất đứa con thứ hai mắc hai trong ba bệnh trên là bao nhiêu? Biết rằng không xảy ra đột biến trong các lần sinh con của cặp vợ chồng trên. Thì mình thấy cái đề bài toán nếu đọc qua thấy khó, nhưng mà chúng ta phân tích từng cái dữ kiện, cái chỗ màu xanh đó, thì chúng ta phân tích từ từ thì mình sẽ thấy nó cũng không có khó. Nó liên quan tới phần lý thuyết mà thầy vừa hướng dẫn các em. Đầu tiên đối với các bệnh này thì mình phải quy ước gen cho nó. Ví dụ như đối với bệnh ca thì chúng ta quy ước A lớn là gen quy định không bị bệnh, ngược lại A nhỏ sẽ là bị bệnh. Tương tự L, M mình cũng phải quy ước gen. Và mình thấy ở đây một cặp vợ chồng bình thường thì tức nghĩa là phải có cái mang cái gen trội rồi, và sinh ra đứa con mắc ba bệnh trên, và đứa con này thì sẽ mang gen lặn. Thì chúng ta sẽ đi vào cái phần giải chi tiết. Đây, quy ước bệnh ca A lớn là bình thường, A nhỏ là mắc bệnh. Bệnh L quy ước B lớn là bình thường, B nhỏ mắc bệnh. Và đối với bệnh M thì chúng ta quy ước D lớn là bình thường, D nhỏ là mắc bệnh. Vậy một cặp vợ chồng bình thường sẽ có kiểu gen là A lớn gạch, B lớn gạch và D lớn gạch. Bởi vì chúng ta không biết chỗ này là A lớn hay là A nhỏ. Rồi, sinh ra một cái đứa con mắc cả ba bệnh trên. Vậy thì đứa con mắc cả ba bệnh phải có kiểu gen lặn, đó là A nhỏ nhỏ, B nhỏ, B nhỏ, D nhỏ, D nhỏ. Vậy thì đứa con mang cái kiểu gen này, nó sẽ nhận cái giao tử A nhỏ, B nhỏ, D nhỏ từ bố, và cái giao tử A nhỏ, B nhỏ, D nhỏ từ mẹ. Vậy thì chúng ta suy ra bố mẹ phải có kiểu gen dị hợp thì con nó mới nhận được các cái giao tử mang gen lặn. Ba cặp gen dị hợp lai với nhau. Sau đó chúng ta tách ra từng cặp gen. Cặp A lớn A nhỏ lai với A lớn A nhỏ thì giống như cái phần lý thuyết hướng dẫn lúc nãy. Đây là cái quy luật phân ly. Thì tỷ lệ kiểu gen là 1 phần 4 A lớn, 2 phần 4 A lớn A nhỏ và 1 phần 4 A nhỏ nhỏ. Tỷ lệ kiểu hình là 3 phần 4 trội và 1 phần 4 lặn. Tương tự, hai cặp gen còn lại cũng vậy. Vậy thì cái xác suất mắc hai bệnh. Đầu tiên là xác suất đứa trẻ này mắc bệnh K và bệnh L. Bệnh K nếu mắc bệnh thì kiểu gen là A nhỏ nhỏ, và bệnh L thì cái kiểu gen là B nhỏ B nhỏ. Vậy là 1 phần 4 nhân với 1 phần 4 còn lại cái kiểu gen mà không mắc bệnh M, đó là chiếm tỷ lệ là 3 phần 4. Vậy kết quả là 3 phần 64. Tương tự, xác suất mắc hai bệnh K và M, thì cái bệnh K là A nhỏ nhỏ là chiếm tỷ lệ 1 phần 4. Bệnh M, D nhỏ là 1 phần 4. Và không có mắc cái bệnh L, cho nên là nó chiếm tỷ lệ 3 phần 4. Vậy thì cũng là 3 phần 64. Tiếp tục là tới cái xác suất mắc hai bệnh L và M thì cũng vậy. Thì kết quả vẫn là 3 phần 64. Vậy chúng ta cộng ba cái xác suất mắc bệnh này lại thì xác suất hai trong ba bệnh ở cái đứa con thứ hai là 9 phần 64. Như vậy thì thầy vừa hướng dẫn các em về cái bài tập tính về cái giao tử và xác định kiểu gen của giao tử, rồi tỷ lệ kiểu gen, tỷ lệ kiểu hình. Thì hy vọng rằng sẽ giúp ích được cho các em, đặc biệt là những các em học sinh tham gia mà bồi dưỡng học sinh giỏi hay là thi tuyển sinh vào lớp 10. Thì nếu như những cái nào khó khăn thì các em sẽ có thể bình luận và hỏi để thầy trả lời trực tiếp cho các em. Cảm ơn các em đã theo dõi và chúc các em học tốt.